Thưa quý vị, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đang phối hợp với công an thành phố Biên Hòa xác minh nguyên nhân vụ cháy căn nhà gần chợ Hóa An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa lúc rạng sáng nay. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 13 tháng 11, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy tại một căn nhà ông Ngô Văn Hùng làm chủ thuộc tổ 19B, khu phố An Hòa, phường Hóa An. Nhận được tin báo, ban chỉ huy quân sự phường phối hợp với công an phường, bảo vệ dân phố nhanh chóng xuống hiện trường thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an thành phố Biên Hòa và công an Đồng Nai cũng đã huy động xe chữa cháy chuyên dụng và chiến sĩ tới hiện trường tham gia dập lửa. Đồng thời đơn vị D43 và công ty Powergen đã huy động thêm 2 xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường tham gia dập lửa. Sau hơn 30 phút thì vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các căn nhà khác. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm nhỏ bên cạnh chợ Hóa An.